Topa. Ya, sin chef. Ya, parece de como chef Tony. Ya, parece de como chef Nada, Tony. Ele que é família. É família, né? Mình đừng nói là đây là người muito nhà obrigado, người nhà chúng mình okay. Bác cái nên nhìn mình nhau đây. Mas é parecido o chefe mesmo. Hã? É parecido o chefe. Não é. Hã? Vietnamita, ele não é. Não é? Não é. Eu sou um do vietnamita que era o camarada mãe. É, não é parecido ele mesmo. A voz de, a voz é parecida mesmo. Bác cái nhìn mình đây. É mesmo, sống é. Sống é. Ok, hello, chào các bạn. Ok, hello, chào các bạn, mình tên là Ni. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Công Giáo và Lộc Cuộc Sống ở Châu Phi. Đấy thì sau một thời gian đi qua đây thì cũng hôm nay là mình ngày đầu tiên mình xuống dưới bản các bạn. Hôm nay đầu tuần thứ hai luôn là cũng nghe anh Thạch bảo là dưới này cũng là đang chuẩn bị cho thu hoạch ngô. Đấy thì từ hôm sáng đến giờ thì mình cũng bị đau một số thứ đấy bạn. Đấy cho nên là đã hôm nay cũng đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Thì bây giờ là hôm nay là sẽ xuống bản thì gọi là ngày đầu tiên ấy, sau 2 tháng, sau gần 2 tháng thì hôm nay là để xuống đây để xem mọi người có nhận ra, chắc là sẽ nhận ra vì hồi này là mình cũng bảo anh Thạch là giả vờ là để nói các bác đứng đứng để mình thử xuống mua rau để xem mọi người có nhận ra được không. Chứ mà giờ mình xuống thì không thể giờ phải bị thế tí vậy. Xe của tập vào đấy, tập bông đấy. Là tôi đưa tập ấy. Đấy, thì trong thời gian vừa qua thì mình về Việt Nam thì cũng có anh Thạch và các em ở đây đã hỗ trợ và giúp đỡ người dân bản rất là tốt. Nói chung cũng là gọi là có một cái khi mình về đấy các bạn thì sẽ là các em cũng như anh Thạch là mạnh dạn hơn rất là nhiều đấy, từ làm thì nói chung mọi thứ cũng rất là ok rồi. Bây giờ là anh em mình sẽ đi vào trong để xem như thế nào. Bây giờ mình sẽ bịt kín hết các bạn, mình sẽ bịt kín hết để xem để như thế này vẫn thấy mình đang giả vờ là trong một người Việt Nam để tới bản để mua rau. Chắc chắn là các bạn sẽ nhận ra, cho đi vào đấy là mọi người sẽ nhận ra. Thôi đi vào đó đấy, thấy đông như kìa. Hôm nay là thu hoạch ngô mọi người. Đấy, thu hoạch ngô cho nên là rất là đông. Đấy, bây giờ sẽ đi vào trong để xem như thế nào. Đấy các bạn, ở trên này này. Đấy, sau 2 tháng quay trở lại này. Su hào này, đây là cải ngọt các thứ rất là ấy. Đấy, su hào cũng hình như là cũng hợp thời tiết bên đây đấy mọi người. Đấy, hiện tại là cái đây phải tưới. Tưới đây là anh Thạch cũng chấm rất là đấy. Anh Thạch cùng người dân bản thì bây giờ mình sẽ xuống sẽ bịt như này lại để xem. Ese ainda o pequeno, lá tem um grande sim. Lá? É, lá tem um grande. Lá tem grande? Ừ. À, em đang hy vọng là dưới kia nó có củ to hơn đấy mọi người. À, thì bây giờ mình sẽ vào để xem như nào. Nhưng mà bịt thế này chắc chắn người dân sẽ nhận ra đấy. Phải bịt kín thì đeo kính vào, không kính không có. Để như này cho mình cũng không dám chào đấy. Chào là người dân bịt liền. Giờ đi vòng vòng đây này đó. Đi vòng vòng người dân đứng lại dưới kia. Nghe bảo là chuẩn bị hôm nay thu hoạch ngô để xuống xem thế nào nha mọi người. Đấy, giờ đóng vai kiểu là một người Việt Nam. Đấy, người dân này, đứng đây. Làm tao cái ai? Ai Sibola, Vietnamita. À, Sibola, Vietnamita. Vietnamita, em yêu xoay khi. À, em xoay Suplo. Suplo. Tá aqui? Tudo? Não, o outro é Sibola, o outro é Suplo. Okay. O outro é uma cebolinha assim, branca. Bên đây là củ đầu nhá mọi người. Đấy. Giờ mình cứ dòng ngoảnh xuống, mọi người đừng quay lưng cái này. Vì hôm nay mình cũng nói anh Thạch đã bảo là anh hôm nay có người dân Việt Nam đi xuống đấy mua củ đầu. Nhưng mà chắc cái thời mình quay phim bên này thì mọi người gặp bạc chắc biết rồi. Đấy là hình như là nhổ một số đấy. Ê, thì ra tira ơi, quay nào. Aqui se tiramos. Tem uma vez o tiramos que bem grande. Comemos com o povo, é grande assim. Grande assim? Đấy, củ đầu này là phải để cho to đấy mọi người. Cũng là mình cũng bảo anh Thạch là đọc trên comment của mọi người là góp ý đấy thì cũng là cắt tỉa bật lá hoa ở phía trên đấy. Thế thì là thử bởi một vài củ xem thế nào. Mình cứ đi ngoảnh mặt này là như này mà chắc chắn là sẽ nhận ra thôi vì là mình đang quay phim mà mọi người. Instagram nữa tí đây nè bạn về cái củ đầu này bạn cho người Việt Nam cũng rất là có giá mọi người, nhưng mà để to to tí nó không sợ đâu. Nghe bảo ngọt lắm. Ta đốt xí. Tá doce. Doce cuia? Tá, hein? Tá cuia, tá cuia. Cuia bem? Ừ. Aí, mọi người đang làm hình hạch cái đường dưới kia. Thì hôm nay mình cũng bảo, tá aqui, né? Assim, né? Esse aqui ainda é o pequeno. Só que tá, um é pequeno, o outro é grande. Ah, ok. Củ như này các bạn. Như này cũng để phát triển thêm một thời gian nữa. Còn tháng như này nữa. Thì mới thu hoạch được. Dưới kia rồng buồn. Ở bên anh này. Ở bên phía xanh này. Bây giờ mình sẽ bịt như này. Bịt lấy này và đi xuống để xem như nhau nha mọi người. Đi lên này, không, đây.
Nước thì đông. Chắc là đang chuẩn bị thu hoạch ngô, anh Thạch bảo là đừng dưới này để mình hôm nay cũng bảo anh Thạch là đừng dưới này để bảo là mình là người Việt Nam đến để mà ấy các bạn. Để mà mua củ đầu đây là hà rung muống này. Rung muống ở chỗ này là mới cắt phải, mới cắt cho mới lên, mới mọc lên này. Ăn quanh năm luôn, thật đúng thật. Ese ale dual dia te agora? Não. Esse é outro. Novo? Aquele da muro tempo cortamos depois semeia mais. Ah, ok. Hà rung muống rồi. Tao dọc này. Tôi sẽ phát ra. Để em ra đây là nói chứ không, mình nói là sẽ lộ hết. Boa tarde. À, hiện tại mọi người vẫn chưa biết đâu. Thế thì vừa rồi mà. Như này cũng phải rồi. À, tên anh sao anh? Cùng ngộ, đứng trước ổn thức. Ôi sao bà? Đấy, để. Giả vờ mình bịt ngay. Để bố có ăn được tía ra, ít xu đập mà, để bố vài lanh chìm mày nhá. Ôi sao bà, ăn xin nhá. Ok, hello chào các bạn. Ok, hello, chào các bạn, sao bạn kaput? À, sao bà, ôi đưa xin tên, tên bé xô à? Tá bem, sim. Mas sou vietnamita? Tá bem, tá bem. Ela trabalha, ela come no cantina. Muito obrigado. Ela vem aqui, ela come lá. Boa, muito obrigado, sim. Ela come lá que é couve, rama, depois ela vê suau. Ok, ok. Também a cucudão lá. Sim, sim. Ela vai ver. Tá bem, tá bem. Ela come lá, leva a cidade, já. Muito obrigado, senhor. Obrigado. Agora você conversa com ela. Ah, tá bem, tá bem. Que tipo como, já? Ok. Sopa. Sim, chefe. É parecido com o chefe Tony? Hã? É parecido com o chefe Tony? E ele que é família? É família, né? Mình đừng nói là đây là người nhà. Muito obrigado, sim. Ok. Bác đang nhìn mình nha, người. Mas é parecido com o chefe mesmo? Hã? É parecido com o chefe? Não é. Hã? Vietnamita, ele não é. Não é? Não é. Eu sou um do vietnamita, quero comprar a mãe. Ainda me parece ele mesmo. A voz dele, você é parecida mesmo? Bác não tem mãe, né? É mesmo, só não é. Sao đẹp anh? Não, sao đẹp, obrigado, obrigado. Tá trabalhando bem? Sim, sim. Ok. Tá bom, tudo rama, couve, tudo milho, tá parecendo bem, né? Sim. Tá bom. Ok. Sopa. Sim, chef. Esse que tu milho lá já terminou tudo? O milho tá quase estar seco, mas só que os gatunos nos fadicaram muito. Ah, é? Muitos gatunos, chefe. Ah, tá bom. Mas porque eu também vejo fala já. Sim, sim. Então, a abraça já vamos tirar já. Tá bem. Tira, guardar depois, cortar dentro do casa, depois dividir. Tá bem, já? Tá bem. Muito tempo, os estados me passaram. Muito, sim. Como o seu saúde, tá bom? Mais ou menos, só que as febres aqui, tá mal. E o caçado de andar diariamente mesmo, mas não, eu já chegado já uma semana passada. Uma semana passada. Sim, teve problema na cidade, tenho que ficar lá para reparar ainda. Muito obrigado. Hoje chegar aqui, vamos continuar mais. Muito obrigado. Para bem tudo aí, depois tem muita coisa para aparecer, já? Muitíssimo bem, muito obrigado. Muito obrigado. Ok. Tudo bem? Não, tudo bem. Lá em cima tudo já mete tudo bem, né? Sim, sim, sim. Ở đây, ok, bạn, mình cũng vừa rồi cũng là hỏi thăm sức khỏe, cũng gặp bác cũng như là
các bác trưởng bản cũng như là mọi người dân nơi đây. Thì hiện tại thì tôi ở trang trại bốn bản đây thì như mọi người cũng đã biết rồi. Thì vừa rồi là cũng có xảy ra một cái hiện tượng là cũng có mất cắp một ít số ngô đấy các bạn. Đấy vì là ở đấy là cũng những cái bản làng xung quanh đây mọi người. Đấy là cũng đã chắc là những người xung quanh đây thôi. Nên người ta bẻ những cái rìa những hôm kia mình thấy anh Thạch đi quay video về thì mình cũng hỏi. Thì anh Thạch cũng bảo là mình bị mất cắp một số ít. Cho nên ngày hôm nay lên đây thì được mặt thì mình cũng lên thăm, trở lại thăm những người dân bản ở trang trại bốn bản đấy các bạn. Thì để chuẩn bị cho cái vụ mùa sắp tới là thu hoạch hết tất cả ngô và để trồng trọt thêm một vụ mùa nha các bạn. Thì hiện tại toàn bộ số hồ hạt giống đấy thì mình hiện tại vẫn chưa lấy được, đang ở tại sân bay và hiện tại đang chờ cái giấy để đi xin cái giấy mà thực phẩm an toàn thực phẩm đấy các bạn, để mà biết những cái hạt giống đấy là không phải là những cái hạt giống giống như cần sa hay những cái gì mà vi phạm pháp đấy mọi người. Đấy thì cũng là sân bay thì ở đâu cũng làm chặt chẽ cả vì cái nguồn gốc xuất xứ là không rõ ràng, thì anh em mình mua không có hóa đơn đỏ đấy cho nên là không thể giải thích được thêm. Thì bây giờ là phải chờ được dịch vụ người ta làm xong rồi là đóng thuế, là anh em mình sẽ lấy số hạt giống này về và tiếp tục hỗ trợ những nhân bản ở đây. Dạ yếu ta vi ra ra đôi mét bát sa đu ô di vôn ta ki bara bang bara tu đu bô vô giá muito obrigado. Dạ cuyao đâu xin cuya cabeba cabeba lalepo lalepo sempre ada rumi bang né não para cá do fim. Chuva caiu bem? Não, a chuva está super palatinamente, só que cada vez tem uma falha. Ah. Mas normalmente Deus queira que nós também vamos recolher qualquer coisa. Muito tempo, tá lembra meu? Ah, não, por acaso, nunca esquecemos. Eu já tava assim, você vê. É, eu tinha que ir reconhecer o chefe. Quando eu tava assim, você vê como assim? Eu, bom, pronto, a face. É. Parece eu irmão, é. Ou não sei o que mais, depois da voz, é. Me deu reconhecer. Não, logo é o chefe mesmo, o chefe. Eu dei conta mesmo que é o chefe. Então, hoje, tudo esse, eu trazer uma coisa do vietnamita mais, chegar do avião, ele tá bem lá ainda. Tá bem, obrigado. Vai pagar muito lá ainda. Tá bem, tá ainda bem. Não consegui trouxer aqui. Tá bem, chefe. Vou trouxer, vou oferecer aqui tudo bobo aqui. Então, sempre continua a trabalhar bem, já? Sim, tá bem, obrigado. Rất là phấn khởi, mọi người rất là phấn khởi. Quay ở đây. Sau khi 2 tháng về Việt Nam thì quay trở lại đấy, ở lại đấy thì tất cả mọi thứ cũng rất là ổn định và bình thường rồi. Thì anh em mình là cái mùa đầu tiên thì có sao thu hoạch vậy và có năng suất thấp thì anh em mình cũng nói rằng là năng suất thấp, có năng suất cao thì anh em mình sẽ nói là năng suất cao nha mọi người. Vì hiện tại ở đấy là toàn bộ đất ở cái vùng này là hiện tại là toàn đất mới, anh em mình cũng đã bón rất là nhiều phân lấn đàm cũng như phân chuồng rồi. Đấy thì cái mùa đầu thì tất nhiên sẽ không được khởi sắc như những cái mùa sau đâu. Tất nhiên là phải cho đất sử dụng hoạt động nên là có chất dinh dưỡng nào mà đây mọi người. Tất nhiên là sẽ có những cái vùng ngô của những cái bản làng là sẽ có năng suất thấp. Đấy, còn cái thì lớn, cái thì bé, bắp lớn, bắp bé đấy mọi người. Cảm ơn! Rất là vui. Cảm ơn! Không phải bố tử, tôi đưa đây. Vậy nụ cơ. Cảm ơn! Cảm ơn! Cảm ơn! Ồ, tôi bài tao này. Hả? Ui giời, vui giời, nhảy múa hát cho ok. Anh Thạch ơi, Suhao hiện tại như nào đây? Nói chung là mình cũng rất là nhớ người dẫn cho mọi người. Sau 2 tháng xa thì khi trở lại đấy thì mình cũng xuống bản liền. Nhưng mà cũng đang bị một số cái bệnh các bạn. Đấy cho nên hôm nay cũng đã ổn định rồi. Tình hình Suhao nào anh? Suhao thì lên đẹp, mấy bữa trước lên đẹp. Cũng đây đẹp, cũng đây đẹp. Giờ khoan là ngắt lá thứ tư để thế đó. Ủa nứt đây, nẻ ra luôn à? Nè. Còn củ sao rất là đẹp này, nhưng mà bị nẻ ra này, mới bị sao này? Hiện tượng đấy cách đây khoảng 1-2 ngày. Củ sao này đắt giá lắm anh ơi. Đắt đây mới chấm mấy ngày đấy. Cái này là cái giống anh em mình mua cũng đắt, mà thứ hai nữa là bán ra cho người Việt Nam cũng rất là đắt đấy mọi người. Sao vậy? Esse leva vender do Vietnam está tá muito caro. Tá caro, né? Sim, tá caro. Hã? Isso mais ou menos 1 kg 1.500. Hé! Ah! 1.500. Muito dinheiro. Cái hiện tượng đấy này, là giờ mình chưa biết là tại cái lý do chứ cả. Để tìm ra nguyên nhân mới khắc phục chứ nếu mà để tình trạng này nó chắc có lẽ là vẫn hỏng nhiều. Bị nẻ hết đây, nhưng sao bị một số bị nẻ đấy mọi người, nứt nẻ mọi người trên video có ai có cái kinh nghiệm thì hãy comment dưới cho anh em mình để anh em mình là hỗ trợ người dân là khắc phục thì
cái lửa su hào này mà để có cái năng suất cao nhất để mà bán để cho mọi người là cũng là mua thêm phân lấn đàm, đây là thứ hai là để ăn đấy mọi người, đấy phục vụ mọi người ăn đấy, bán để mua thêm phân lấn đàm ấy. Thấy mình lấy là nhảy hạt ho nhảy múa đi xung quanh vườn rau rồi, hạt ho có kể lâu lắm rồi mà về Việt Nam xong rồi đi qua đây là cùng cái buổi giờ nó cũng like cái mới đau sáng thì cũng có hơi mệt một tí, nhưng hôm nay xuống đấy là giống như bị xua tan hết rồi đấy. Những cái tiếng hát của người dân đều nhảy đấy, mặc dù nghèo khó nhưng là luôn là nụ cười luôn ở trên môi. So bà muốn xem bà muốn được số bát tao ra finale o outro só bata doente aí é e outro também foi no óbito do filho dele também lá no hockey. Oh sim sim aí các bác là cũng bây giờ là của bản nào đấy, bản đấy từ thu hoạch đấy mọi người, để thu hoạch cái xong là để chia cho người dân, cái số lượng hiện tại là cũng rất là nhiều luôn đấy. Đấy, sau 2 tháng quay lại thì mọi thứ rau củ quả như này cũng phát triển rất là tương đối nha mọi người. Đấy cậu à, mượp bầu bỉ rất là ấy thôi. Ú cà này, cà này ngày mai thu hoạch đấy nhanh ấy, cà này thu hoạch đấy này. Mấy bữa người dân sao ăn đấy, cái này để một ít quả vàng để mà lấy giống đấy. Để một ít quả vàng này mà lại giống ca đây này. À, toàn ca sánh nhỉ. Sao hôm kia ở ngoài bão bi đây ca trắng mà đây là toàn ca sánh nhỉ. Đấy là chỉ còn lồn vào mới thấy ca trắng. À. À, cái toàn ca sánh. Mà căn bản là cái giống này cũng giống F1 đấy mọi người, giống F1 cho nên là. Ư giời. Nó cũng phải trái này. Mày trái đâu? Wei lagi tu. Sao bị heo hẹo vang vang đây à? Hả? Bị đỏ đây. Ui ngồi. Cái này phải thu hoạch cả ngày hôm nay, ngày mai nữa nhỉ đúng? Thu hoạch còn mất 2-3 ngày. Hãy còn 2-3 ngày mới xong nữa mọi người. Để cho các bác cơ bản là tập trung thu hoạch xong xuôi. Thế là anh em mình ở mấy ấy nha mọi người. Sopa! Tôi đừng đây chứ. Như hồi luôn nhỉ, mọi người như hồi luôn. Sopa, lấy xin mày. Em mẹ tới kìa anh. Aí metemos acima, acima lá. Lá meter a feijão. Ah, feijão? Feijão, sim. Ở phía trên kia đất là hôm kia là cũng là cây trồng trọt khoai lang nha mọi người. À, đầu. Đầu đầu. Này ôi. Đấy, chúng này đến đây là toàn bộ đầu nha mọi người. À cái phải dao đấy. Thì. Ở đây là đầu nha mọi người, đầu. Đấy. Cây không đâu. Ở trong đầu ấy. Đấy, trong gối đầu đấy mọi người. Chỗ này là trong gối đầu. À, ở trong gối đầu là toàn bộ đầu ở đấy. Đấy, sau khi thu hoạch ngô xong thì sẽ có đầu. Ừ. Đấy là cái bầu anh. Dạ dạ. Đấy là bầu. Bầu các bạn ơi. Dạ. Mấy quả để thấp để đi đi giống rồi. Hả? Giống như nữa, giống mình đây, giống mình đây, cái gì để giống bầu này, cái gì để giống. Bầu rồi. Instagram đấy. Instagram đấy. Instagram. Só parece vamos aproveitar sua semente. Esse depois ele já subiu aí, subiu lá em cima. Subiu, subiu. Sim, tá bem, tá. Tem mais outro. Quả nhiều ơi. Những cái quả này là rất là nhanh phát triển nha mọi người. Hôm nay như thế này, ngày mai là khác anh này. Quả đấy là khoảng tầm vài ngày khác. Esse tá muito quando grande muito rápido. É, aí. Ele cresce rápido. Sim, quando ele caiu assim, tem que amar a coisa de assim. Tá bem, tá bem. Para não muito pesado. Ok, para não puxar. Tá bem, tá bem. Bangai amang vào luôn thế này. To nó to nhanh phát triển, nhanh như giờ ăn mới ngon này, giờ còn này luộc lên ăn mới ngon này. Cái này mà luộc lên chấm mắm tôm thì đúng đẳng cấp luôn đấy mọi người. Để hôm sau, để ngày mai ngày kia, để mình sẽ để đấy mai ngày kia là mình sẽ thử thách người dân là ăn là bầu chấm mắm tôm. Thank you, thank you. Ồ, esse também? Sim. Tá bom. Esse come bem. Yeah. Esse come cuia bem. Hey. Rồi giờ để cho léo lên
em xin mời tay nghe mẹ tên anh xin mà xin. À, nhà kia Mara. Cô ra đây xin mày. Xin, xin, xin. Nó đây xa xin, đá bê. Đá bê. Em xin tên nhà Mara xin mày, bà đây đi bôi lên sốp biêu. Bà xin bia con bào. Sốp biêu con bào, em lấy cô ra con bào. Amara cho anh nạ kì, đi bôi cô ra là xin mày. Em ta ra kì. Em ta vay xóa xin ở bên. Ở bên đó. Ui, mướp các bạn này. Xì. Mướp đầy luôn này. Mướp nhiều của anh này kì. Nhiều, chúng nó còn ăn hết rồi đấy. À, chắc là không ăn nhiều, trưa nào không nấu ăn đúng không? Được sao, một bữa đây là thôi. Yeah. Bữa đây nấu, bữa nấu, cái nói chung chứ. Mướp này ăn, mướp, à, mướp này thì được ăn được nhiều lần. Cái mấy, cái này bảo, bảo mấy dân hải mà ăn buổi trưa này. Buổi trưa thì cứ bữa ăn mướp, bữa ăn rau này. Đấy, ở đây thì đúng là buổi trưa là đầy đủ đồ ăn này, mọi người không thiếu cái gì hết. Đầy đủ đồ ăn, vừa mùa mướp này. Rồi rau củ quả là có đầy đủ hết, không thiếu một cái gì hết nha mọi người. Đấy, giờ chỉ thu hoạch lương thực là đưa về thôi. Đấy, mướp này. Ui. Ê, chị có mấy bánh này sẽ ra sâu bà? Nà, xin bà gà dù dạ. Hả, cuối á? Cuối dạ, cuối dạ, nà, bà bà mù, cuối dạ, cuối dạ. Hả, dạ, dạ. Bầu này. Ui dạ. Thật quả nhiều anh ơi. Dạ. Cái này quả nhiều đấy. Dạ. Dạ, cuối dạ, nhằm dạ kì, bà bà bè. Tao bắt lên này, em xin ăn mara lên xin mà. Tạm biệt. Tu đu ăn mara lên xin mà. Tạm biệt. Quán nuôi lý cô rè xin thân kìm. Mẹ thầy bà lạ xin mà, bà lạ lý cô rè. Bà xin bà lạ xin mà. Xin, xô bà lạ xin mà. Tạm biệt. Đấy, bầu này, bà này. Cũng đi. Đấy này. Những cái quả này phát triển cực kỳ nhanh luôn đấy. Dạ, phía này sau muito compridos. Adesso conforme sta andando no chão. Agora tá. Esse não mete no chão, cái này chắc là tí nó hại về. Tá muito coiso. Agora tô gửi đá nó hỏng đấy. Esse quando mete no chão ele fica traga. Estraga, sim, sim, sim. Ah, đó là quả su su đúng không? Đấy, cái hôm kia quả quả su su là mình cho mình đi xin về đây mọi người. Là ở của cái chị bán chị mua đồ của người Việt Nam đấy. Là người ta tặng cho hai cái củ su su là bên trong này. Đấy. Thì ngon xuống ăn ăn ngon các anh này. Trong khoảng tầm một tháng rồi. Hái quả mà nhỉ. Trong khoảng tầm tháng là cái gian này đầy luôn. Đấy, đấy, đấy. À đúng rồi. Hơi trên tay. Tháng thì ở đấy mọc ấm tùm luôn nhỉ. Hơi trên tay. Ở đây. Đây cùng cái xú xú đây mọi người. Mà thấy cái sô bêu. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Cái xú 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 ở mà phụ ra. Nè, cuối à muốn tùng. Ai ê. Cuối à, tôi đuôi xí xong phụ lụt à. Bên đây là gì anh Thanh? Yeah. Anh Thanh, bên này là gì đây? Ở đây là gì đây? Ở đây là bầu ấy à? Yeah. Ui, không sao bầu, tá hồ bầu ấy. Con này là gì? À, đu đủ à? Yeah. Đu đủ đây mọi người này. Đây đủ hết. Đấy, mình đứng tỉnh khuống cái chỗ này lại cho mọi người. Khuống cái chỗ này lại. À, nạp hồn tên ấy. Khuống cái vòng này lại. Ok. Phê xa. Phê xa là. Cô mẹ tên cá linh nhạc lên từ đuôi. À, tạm biệt, tạm biệt. Đấy, chung ga các bạn, chung ga Đức Lam đấy. Không, mấy hôm nay anh Thạch cũng đang làm cái chuồng gà này. Đó để giờ bắt đầu chuyển sang thêm là chăn nuôi gà ngan vịt đây các bạn ơi, ở đấy. Gà ngan vịt là cho ở đấy. Agora já deveriam acabar aqui falta de pau, os porcos não aparecem tão bem. Tá bem sim, mà. Sim, sim, tá. Đấy anh em mình chuyển váy chỗ này lại. Đấy ở phía sau đây toàn bộ đầu chứ còn đầu này. Con đấy là sẵn này, không cái cũng được một ít sẵn thôi, không có nhiều được. Đấy con gì kia là đầu và khoai lang. Đấy. Đó là đầu đầu Việt Nam đấy. Hả, đầu Việt Nam anh? Đầu bé. Con đang ở ngoài là sẵn đúng không? Đấy, sẵn lên nó đã đẹp rồi. Nói chung là tình hình như này cũng rất là ok đấy. Giờ sáng em mua 6 đất nó ngậm tốt đấy mọi người. Thì sẽ nó phát triển rất là tốt hơn nữa. Đấy, như này là đầu, đấy, khoai, mọi thứ đấy, có hết cả cho mọi người. Vui gì, vui gì, hạt ho có cái này. Đấy. Voilà đi, vamos, 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 là cực kỳ vui mọi người. Mát. Và bây giờ chúng ta ngủ thôi. Dạ, bà bắt rồi. Số 3. Sì, sì. Esi aki, oji aki, tên quán tụ. Pesawas.
Outro bairro ainda não veio? No outro bairro só veio lá três. Ah, não sei se o senhor também trouxe também. Quantos? Aqui veio dois. Dois? Já. Đấy các bác chứ người dân ở đó phải đi ra để thu hoạch ngô đấy, còn ở đấy thì phải chia ra được cánh ngô thu hoạch được rồi. Giờ phải thu hoạch là mấy ngày là của bản nào thì bản này thu hoạch, có sẽ đưa vào, sẽ đưa về một cái bóng này rồi mang cái kia chia. Xong đây là ấy. Thôi thì ngày hôm nay thì mình lên đây là cũng để thăm hỏi người dân và cũng để cho tiếp tục là những cái hành trình mới, những cái dự định mới để tiếp tục cho người dân bốn bản làng nơi đây. Còn hiện tại ở trong ba bản đấy thì cũng mọi thứ cũng đã rất là ok rồi mọi người. Hay mọi thứ là cũng rất là phát triển rất tốt, cho nên là anh em mình cũng sẽ di chuyển sang những cái bản mới nữa. Đấy, rất nhiều cái bản mới đang còn chờ đợi, vì trước khi lần mình về đấy thì là có rất là nhiều bản đã đến trước cách đây mấy tháng rồi. Đấy, cho nên lần này là anh em mình sẽ chia nhau ra và sẽ có cái những cái dự án khác tiếp theo trong những hành trình mới. Thì mong mọi người là theo dõi anh em mình, ủng hộ anh em mình để tiếp tục có cái động lực để giúp đỡ những dân nghèo khổ bản làng miền núi châu Phi nha các bạn. Chào các bạn. Chào các bạn. Đấy, bây giờ nó sẽ tiếp tục để cho người dân, nó sẽ để các bác để cho người dân đến và sẽ tiếp tục chuộc là thu hoạch ngô các bạn, thu hoạch ngô mùa vụ đầu tiên tại tại đóng trại bốn bản làng. Dạ, xin chào các bạn. Vamos a marat. Marat tiramilo ya. Gracias.